Ok đây. Ok này. Cân là kèo cân này. Một thấy phát, rồi. Một trận lốp luôn nhá, không quay cú nhá. Trái phải Khôi, em thích trái hay phải? Không không, em nhìn cả hai bên em không nói, phải rồi. Trái phải, mình tay trái đổ mày tay gì? Tay cặc. Tay cặc. Cục, cục, cái cục xe gì? Chấm góc trước xem nào. Chấm 4 góc đúng không? Ok, tớ chấm với bảng luôn. Đấy rồi. Mẹ nó. Chấm bắt trúng luôn ạ. Ừ, chấm trúng mẹ luôn ạ. À, cái này không tàu 2, tàu 3. Cái này chỉ có xuống thôi, xuống hay dọc bên trái. Xuống hay dọc bên trái trên không được, có hai hướng. Đây đây rồi. Tìm được hướng đi. Ui, tàu 5 luôn. Chấm phát mất tàu 5 luôn. À đúng. Điện này nó có giờ nó để góc không nhỉ? Góc này chẳng hạn. Ôi dồi. Nhưng mà góc này thì có. Rồi sao? Góc đấy rồi, tấn công góc đấy rồi, bây giờ tấn công góc trái đi. Góc này rồi, không lẽ nó để hai cái dọc nhau. Đây rồi. Mẹ con lợn này. Đây rồi. Mà mày. À, để ngang à. Sao bà biết? Sao bà biết? Không lẽ góc này cũng khó à. Góc này cũng khó à. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Thuyền ba luôn ạ. Khó nhỉ. Chẳng nhẽ nó đặt thêm một con bên cạnh ở đây chẳng hạn. Bà suy nghĩ nhiều quá. Không lẽ mày đặt 4 góc luôn ta? Không, nó không xếp kiểu đấy đâu. Thằng này tính nó rất kỹ, nó sẽ xếp theo kiểu nào mà nó sẽ phân chia rõ ràng. Nó sẽ hình con lợn. Nó ôm góc. Hình con lợn đúng không? Vậy bây giờ là cái này cái đuôi hay cái đầu? Cái này là cái đuôi đúng không? Thì cái người nó phải ở đâu đây? Đuôi thì phải người, phải là kết nối. Đầu lợn ở đây. Vậy là người nó ở đây hay đây? Bắn hai cái lỗ mũi chứ. Xem mày. Trên hay dưới hay phải phải thuyền ba. Thuyền ba hay thuyền bốn, không phải thuyền có thể là thuyền bốn, thuyền ba, nhưng mà đâu thuyền ba trái là chắc hơn nè. Nếu mà là thuyền bốn hay thuyền ba có cơ hội nè, dưới cũng vậy nè. Thì trái hay dưới, trái hay dưới à, mình đi dưới, dưới tiếp đấy. F9 à. Con thuyền 5 nó dài lắm, nó phải đầu để đâu đó. Đấy rồi. Ôi rồi ôi. Ôi. Vậy là không phải dưới thì là trái. Không phải trái thì là thuyền 3 phải. Đơn giản thôi, cắt đầu. Đấy ôi. Rồi. Có các thuyền 3 phải à? Thì bây giờ chỉ có đến bây giờ là một trận, bây giờ nó rõ ràng thuyền 3 hay thuyền 4 hơn à. Bởi vì cái này luôn có 2 ô ở đây thì ba cái này trong góc thì cơ hội cao hơn nó bên này. Trái phải Hiếu tay trái đổ tay phải. Hiếu luôn trái. Hả? Phải. Ok. Ui giời ơi. Phí đạn quá, phí mẻ 2 viên đạn luôn à. Ma mất mẻ 2 viên đạn phí quá. F6 xem nào. Ôi.
để cái này là chắc chắn là hướng này rồi. Một là dậy, hai là thuyền hai thôi. Đấy, để dành ăn cơm đi. Cái đấy để dành ăn cơm đi. Kinh 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 kinh. Để chính giữa phát đi cho chắc kéo. Thuyền hai thì nó chìm mẹ mình rồi, con lợn này. Đâu thì không phải là thuyền hai, thì là thuyền ba, thuyền bốn, mà chỉ có một hướng đi thôi. Tao để đấy tí tao ăn được không? Ừ. Tính toán tính toán. Ừ trời ơi. Ơi, bây giờ chỗ này đầy rồi nè. Thằng này không xếp góc đâu. Tính là không xếp góc đâu. Thằng này không bao giờ xếp góc. Tính thằng này không bao giờ xếp góc đâu. Nó chỉ để đâu mà nó nghĩ góc vì bắn nhiều. Nên không bao giờ xếp góc nè. Từ từ đã. Tính nó bảo tính mình không xếp góc thì tính nó sẽ xếp góc. Nó xếp góc nên là nó sẽ bảo mình không xếp góc. Tao ngược mày đến mức độ đấy hả? Ừ. Mày xếp góc. Mày tính mày không xếp góc đâu. Mày để đúng con năm ở đây vì nó dài quá thôi, nhưng mày không xếp góc đâu. Mày xếp góc. Thế thì mày xếp góc. Ôi, trời ơi. Bây giờ nhưng cái này là cái này bốn hướng là dưới là thiết thất bại là trái ăn nè, trái ăn lúc nãy nè. Ui đây rồi, không nó không đụng góc. Nó không đụng góc đâu. Nhưng mà có thể cái thuyền nó có thể bị dài, cái này có thể là thuyền 4. Thử đi. Biết ngay mà thì mẹ nó không bị để góc đâu. Mày khó bắt con lợn thế nhở? Đám lốp nữa rồi. Nó xếp gấp. Con lợn này xếp gấp. Trời ơi. Cái thằng chắc kèo không bao giờ làm gì đột biến này. Bố tìm được mày rồi. Vậy là mày chỉ có bên dưới hay là bên phải. Rồi bên dưới không được. Cái này thuyền này là ngang. Thuyền này là ngang. Nó để bên dưới thì lại ống cái này sao bên dưới được, cái này hai ô rồi, chắc chắn phải rồi. Thì là biết bắt được con này luôn rồi. Tìm con nữa. Kinh chưa? Trời ơi. Ôi kìa. Sao bắn kinh thế nhỉ? Mẹ bắn ảo thế nhỉ, đéo tin được thế. Nó sẽ xếp lên. Tìm này đéo phải. Chết rồi. Mẹ con lợn. Trông danh quá. Thử làm lốp rồi cơ. Rồi đúng không? Rồi đúng không? Lần này nó sẽ chơi cái game này cực kỳ bài bản theo cái tính của nó. Đó là phải chia tất cả mọi thứ ra đều xung quanh chính giữa. Đó. Quá hiểu nhau rồi. Con lợn. Tôi văn một dáng bất bài rồi. Bản tính của nó mà nó gọn gàng lắm. Anh Hiếu đúng là tri kỷ của anh Độ rồi. Đi bảo xếp đâu nhỉ? Trong khi nó chỉ xếp góc thôi thì phải con lợn này ngoài bài góc nó đéo có một bài nào nữa cả. Không, ta là mutant, ta là mutant, ta đột biến lắm. Chẳng lẽ nó xếp lại theo bài lúc nãy. Ôi anh rồi. Ôi rồi ôi. Giá FIFA nhỉ, mỗi bài góc nhỉ. Cái này thì cái này không phải là thuyền 2, cái này phải thuyền 2. Thì nó còn mấy cái thuyền nữa nhỉ? Nó 5 thuyền tổng cộng đúng không? Vậy có một cái thuyền nữa thì cái này có thể là thuyền 3. Thuyền 3 hay là thuyền 4? Thuyền để trái hay phải hay dưới nhỉ? Trời ơi, mẹ à, mình tỉa hết góc rồi đấy. Mẹ con thuyền 5 nó để đâu nhỉ? Mẹ phải bắn được con thuyền 5 của nó chứ. Thuyền trưởng Độ lạc đường rồi. Chip ơi, trái phải hay là dưới chip ơi? Hay chip đang xem. Có đang xem mày. Ờ, đang xem cả hai à? Ok, nghe rồi. Dưới đấy. Ôi. Mà không sao, vậy là tìm được một cái thuyền nữa cuối cùng rồi. Bây giờ tìm con cuối cùng thôi. Để con cuối cùng thôi, ít nhất biết mấy cái thuyền kia ở đâu rồi. Năm bốn. Chả nhẽ thì mẹ nó dọc con này lên và một con dọc một con ngang nó để đây nữa, hai con nó để bên dưới, vô lý. Ta nói rồi, ta là mutant, không đoán được, không đoán được ván này ta có gì. Ôi trời ơi. Phải là chính giữa thì nó phải ôm nhau, nó tách nhau ra đều. Cái này đụng ở đây thì cái này bên đây thì chỉ có trên đây. Chỉ có trên đây thôi. Đúng không nào? Bắn một lỗ đít tàu. Nó xếp kiểu gì cũng theo cái pattern.
áp lực quá. Ốc đây vừa lóc được hai hàng ngang, hai hàng dọc. Bắn check đây là hợp lý nhất. Bắn check bốn góc. Ô kìa. Mẹ khó vậy. Đây đâu đây, nó chỉ úp này được thôi. Úp này thì bị không có giống hiện này rồi. Nhưng mà chắc cào đây, thả đây phát. Éo phải, đúng mình nói đúng luôn mà. Chắc kèo luôn. Bình tĩnh thôi thuyền trưởng Đỗ ơi. Hãy tìm ra điểm yếu của đối phương. Hình như đối phương không có điểm yếu rồi. Hay thì mẹ nó để sát nhau nhở. Thề. Thì sát nhau nó lừa mình nhờ. Cười ghét mày. Bắn này. Cách mẹ mày đứng giữa xem nào. Trời ơi. Khó quá. Từ đấy này là không có rồi nè. Chỉ có trên đây thôi. Nhạt vào dưới đây không có góc này. Hay là dưới đây cũng có thể được. Mà không, nó kiểu gì nó cũng tùy một vòng tròn. Đấy. Fuck. Dưới phát xem nào. Tịt mẹ đéo phải ạ. Ở đâu được nhờ. Còn hai cái. Một con bốn dọc ở đây à. Cái dưới đây như... chắc kèo đi. Một cái chắc kèo đi. Một trong hai cái này. Này ba. Đây. Không phải luôn. Thế thì nó chỉ mẹ mà để dọc ở đây thôi. Đấy. Đúng rồi. Địt mẹ để dọc đây thôi. Con cuối cùng khó ấy à. Con cuối cùng con 2 à. Không phải hai con này, không phải con 2. Con này có thể là con 2. Con này là có thể là con 2. Thế con cuối cùng là còn một con 4, hai con 3. Cái này cũng có thể là 4 nữa. Con này có thể là 4 nữa. Nếu thì để 2 con đập đầu vào nhau được. Thế thì mẹ mày. Hay đấy là con thuyền 2 của nó nhỉ? Bên sang phải là hợp lý này. Thế thì đây nè, cái dọc 3 nè. Không, nó không kết nối, nó không nó hôn nhau đâu. Thuyền không hôn nhau đâu. Thuyền nó không hôn nhau đâu. Góc bên dưới thuyền nó không bao giờ hôn nhau đâu. Góc này thì cái này hôn nhau, cái này nếu mà là 2 hết đây. Không thì 3 ở đây, cái này đụng nhau. Cho đây thôi. Trời ơi. Wow. Đêm mẹ một đêm khó ngủ cho thuyền trưởng Độ rồi. Ăn thôi thuyền trưởng Độ ơi, ăn là con nào ăn thôi. Trời ơi. Ôi ăn trượt rồi. Gì nữa đâu. Xin báo uy tá Độ, thuyền đầu tiên sẽ rớt cánh. Xong rồi. Dạ, uy tá ơi. Bên ngoài kia nguy hiểm quá. Thuyền thứ hai. Bắn theo mẹ mà. Nó nổ. Trời ơi. Không đỡ được uy tá đâu à. Rồi. Nó đây rồi. Combo. Và thuyền cuối cùng uy tá ơi, nó bé xíu nhưng mà hay thế nhỉ, mẹ cho gỡ vặn thôi mà. Mẹ cú thế nhờ. Trời ơi, xếp con 5 ngay đây ạ. À. Em xui anh à. Cái này xui thôi, để anh bắn hụt khác mà. Mà bắn hụt nhiều phải tin luôn đấy. Đỡ anh ơi. Coi chứ. Không sao, có vốn để chơi không có sợ. Ok. Nào. Ok, sao ông này hay được bắn trước thế nhở? Johan Smith lại chơi bốn góc như thường. Đâu cái nào? Không biết nó đột biến hay không mới là cái khó nè. Nó có lừa mình không ta? Đổ mày lừa tao không? Đổ bản thân với nhau lừa nhau kỳ lắm rồi.
Lừa đéo gì mà. Mà mày xéo xếp kiểu giống chút nữa là tao phải nghĩ đó, chờ tí. Đéo sai, thôi khởi đầu đơn giản đi. Ngay chính giữa trái tim. Bắn giữa là nó sẽ đéo xếp giữa rồi. Nó biết mình hay trách góc, mà mình lại rất ít khi bắn giữa. Cà phê G7 đi. Ngược lại đi, nó chỉ ngược lại thì là 1, 2, 3, 4, đếm lên 4, nó 5 chứ nhỉ, là đây à? Ngược lại à? Ngược lại đi, đây ngay đối diện luôn. Fuck, đây là không chính giữa. Thằng này ván đéo nào nó cũng phải xếp góc một phát. Thiệt nhỉ. Đột biến lên. Bắn đủ 4 góc hình dấu cộng kiểu đéo thì phải trúng một con. Đi, mày à, mày đéo sai được con lợn này. Ấy. Rồi, biết một con đã. Ó thế nhỉ. Mà bạn bắn góc đúng không? Chơi góc này, chơi góc luôn. Chết mẹ. Nếu như mà góc trái đã là sát góc rồi thì góc phải nó không thể sát góc được, phải lệch ra một ô. Góc kia chính xác từ góc này. Ngay đối diện. Bùm. Tình huống bắn rất căng thẳng đến từ cả hai bên. Trên. Bắn góc trên à? Kiểm tra góc với nhau à? Góc trên à? Đấy là đủ góc hơi nhiều. Góc trên luôn. Mình thắng nha. Thử xem con này là quyền mấy đã để dễ loại trừ đi. Con này quyền 4. Quyền 4 để thẳng đây. Thế thì cái hàng mình sẽ đéo để thuyền 5 nữa này. Để chính giữa. Để được một con thuyền 5 nữa. A8 xem nào. Hay dạ. Không chính xác. Còn một góc cuối cùng thôi. Nhưng mà lại lên hay xuống, cái này lên hay xuống. Cái bên kia nó không xuống thì cái này đảm bảo luôn. Không, ngang. Hay rồi. Ok, tiếp. Hai con rồi. Thì ván này nó chơi ôm góc nè, mình nói một phát là ôm góc nè. Hai cái ôm góc rồi nè. Này không lẽ nó ôm hết góc nhỉ? Ôm hết góc thì vô lý quá. Đấy. Đâu phải. À, chơi sát mép à. Rất khó chịu. Từ đã trách thành dấu cộng rồi thì trách nốt đi. Đây rồi. Đi bạn, chẳng lẽ nó để gang 4 góc luôn á. Chả có nhẽ.
Phải ảo phải con lợn này. Đọc được mình ơi. Được. Đọc được bài ơi. Cay thế nhờ. Góc với tao à. À, nó lộ hết bài rồi. Đây rồi. Rồi, loại trừ đi được đã. Kia là con 5. Nó mà nói như vậy, nó éo chơi góc nữa đâu. Nó không ôm hết 4 góc. 2 góc này loại trừ. Nó mà nói như vậy thì phải mà đâu đó chính giữa thôi. Nếu như là nó ôm đủ 4 góc thì mẹ nó chẳng tự hủy. Đúng, đã ôm 3 góc rồi thì kiểu đéo nó ôm 4 góc. Và có một con nó ở gần giữa. Và có. Bây giờ tao, mày đang nằm chính giữa phải không? Logic. Hiểu nhau không quá, chơi hiểu nhau quá. Nó không chơi dễ đoán đâu, nó sẽ kiểu thả. Thì bây giờ nó thả chính giữa đúng không? Đâu chính giữa nhỉ? Nó tự chọn. Hay là... À, tao chỉ xoay con chuột chính giữa thôi, tao thả thôi. Đúng rồi. Làm cái này đi hướng nào? Cái này đúng nào? Cái này hướng nào cũng đi được hết á. Nhưng mà nó đi xuống thì nó lại đụng cái thuyền này. Không xuống. Lên có thể được. Chỉ ba hướng thôi. Thì loại trừ cái dưới rồi đây đi. Rồi cái kia lại đẩy rồi. Để biết là nó ngang nhưng mà phải ngang cái nào nhỉ? Ông để đây. Góc bên này đang trống. Góc bên trên này cũng đang trống. Nó xếp một thuyền đi ngang qua, một thuyền ngang qua, ba thuyền ngang thì nó xếp hai cái kia chắc phải là dọc. Thì dọc thì chỗ này đang giống vải lìn, chỗ này đang trống vải lìn, ba chỗ đang trống vải lìn ngay chính giữa đi. Thấy 4 ô là đẹp. Ăn 4 ô hết dọc luôn. Rồi, cứ bắn đi đã, đằng nào tí nữa nó phải bắn. Tập thuyền. Sắp thuyền. Một con 3 ở đây. Con 5 bên phải, con 4 bên trái. Còn một con 3 và một con 2. Lúc nãy nó xếp hai con chạm đầu nhau. Thì có khi nào một con 3 nó xếp lệch với cả con 3 bên dưới không nhỉ? Nhưng mình đã check 4 góc rồi thì mình phải check luôn. Bên này một phát xem nào. Một con 3 và một con 2. Đúng hay sao anh Hiếu gung không trả lời luôn nè. Nè, trời ơi, đang căng bộ. Mà đang căng não đây. Bây giờ anh đang sợ nhất, anh chưa tìm được con 2. Trừ nếu mà con này là con 2 à, kiểm tra đi con này con 2 không. Có phải. Để làm, vẫn đang phải tìm con 2. Vẫn phải tìm con 2. Ai nằm đâu. Con 2 là con khó nhất cơ. Bắt được con 2 là ngon, thoải mái ngay. Nhưng mà chỉ ở đâu đây thôi, một là góc bên phải trên này, một là góc bên phải dưới này đang trống nè. Bây giờ chỉ đánh 4 ô thôi là chắc. À khó nhỉ. Kiểm tra đi. Khó phải. Đáng quá. Nó để song song với cả con thuyền 5 của nó ta. Mình check 4 góc đi, cho nó chắc. Nếu như mà cách ra thì nó chỉ cách một ô thôi. Đây là một ô rồi. Đây là bốn góc này là bốn góc dễ. Má nó đang ăn ba thuyền của mình ấy à, vãi lồn. Má. Ăn ba thuyền mày. Mày có ăn ba thuyền đâu mà. Tắc chân anh ơi. Đây là căng kèo nè, ngang kèo. Chắc bên trên, chắc bên dưới. Vậy là tổng cộng là 4 shot mình chắc. Này này không để thuyền 5 chính giữa đâu, cái này không đến đây đâu. Không cách nào để thuyền 5 chính giữa. Thuyền 4 à? Mẹ phá luôn đi để biết mấy thuyền này thuyền gì nào. Thuyền 3.
thì mới thuyền 5, thuyền 4. Thuyền này thuyền gì? Thuyền này thuyền 3. Thuyền bắt 2, thuyền 3, còn một cái thuyền 4 và một cái thuyền... Ở đâu đây có thể là thuyền 4? Đây là hay là 5? 4? Kéo phải, rồi 4, 5, 5, 5, 5. 5 rồi. Vậy là còn một cái 4, một cái to của bố và một cái bé xíu. To 4 và một cái bé xíu. Ok. 4 trên đây không trốn được. Trên đây là chỉ có con bé trốn được thôi. Ok. Thì 4 là phải ở khu này. Hay là ở trên đây. 4 không, nó không xếp hôn nhau. Thì nó chỉ ở đây, hay là nó xếp ở đây ta. Mà không, nó không xếp dọc như vậy đâu. Xếp kiểu đấy dễ đoán quá. Thằng này đéo dễ đâu chơi kiểu đấy đâu. Thế thì con 3 với con 2 chắc chắn là nó sẽ phải ở đây. Nó phải dưới đây, con 4 phải dưới đây mà dưới đây. Thằng này chơi full góc rồi, thằng này chơi full xếp góc rồi. Đéo thì lệch đi đâu được. Một con 3 hoặc một con 2 sẽ phải ở đây. Đéo phải thế thì góc trên này, hay góc trái nhỉ? Đấy, 1, 2, 3, 4, 4 này hơi điêu, nó phải ngang, nó phải dọc, nó phải dọc, nó phải dọc. Phải dọc. Cái này không kiểm tra được. Nó phải dọc. Và 2. Dọc thì 4. Sẽ ngang như thế. 4. Đây, trên trên một tí cũng có thể được. Anh mình chỉ muốn hụt thôi mà. Còn 1, 2 phương án rồi. Test. Có phải. Chắc chắn nó phải giấu một con 2 ở trong góc. À, không. Đây là bên đây không có, chỉ có đây thôi. Một là trên đây, hai là dưới đây. Chốt được rồi. Nó sẽ không xếp. Má, kiểu này mẹ căng thẳng thế nhờ. Mẹ chẳng lẽ nó xếp hai con đối đầu nhau à? Đấy không? Bắn làm cái tự hủy vậy đáng. Cái này là chép đây. Phải liền không lẽ nào thì nó chỉ có ở đây thôi. Nếu phải xếp gần nhau thế nhở, đây có lô dọc 4 à, một dọc 4, một dọc 4, hai dọc 4, không để bốn góc thì luôn, hay là nó để bốn điểm quan lại hai ở chính giữa à, nhỉ? À nó có 3 địa điểm cuối cùng là chắc chắn con 4 nó nằm ở đâu nè. 3 địa điểm cuối cùng nè. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 nè. Bắn nút góc trên mình có lắp được thêm một hàng dọc. À, một hàng mặt trên 2. Đây, trên đây có thể có con 2. 3 dọc. 1, 2, 3, khó nhờ. Nếu cách nào ở đây nữa. Đỡ để dọc thì đây cũng chắc đâu được dọc. Nó không nối cái này đâu, có lẽ dưới đây hay trên đây. Vì cái này con 2 hay là con cái này là dọc chắc luôn, nhưng mà con 2 hay con 4 đây. Con 2 thì để ngang được nhá. Con 2 nhưng mà không để ngang đâu. Để được. Dưới rộng hơn, trên chắc. Trên thì trên ngắn lắm. Cái này chắc kéo. Tiếp theo mới là cái khó nè. Cái 4 thì bên dưới là chắc chắn 100% mà. Mà bên trên, trên hay dưới đây. Mày. Thái Under. Đấy. À cuối cùng. Đây là cái bộ 4. Trên dưới, trên dưới, trên dưới. Tốt đi mẹ. Cắn quá. Trên. À, nó. Còn con 3, con 2 bé quá. Mà sao ghế xem mày rung thì sao. Anh mẹ tao lấy anh dùng não vãi liền mày à.
Bắn xong cái ghế xem em nó bọt nè. Em cứ nhìn cái mẻ, cái dọc này thôi, em dự tính thôi, nhưng mà nhiều lỗ quá. Mặt phát ở giữa xem nào, nhưng mà xếp như này 5 con, 4 con 4 góc và 1 con ở giữa sẽ là con 2. Đéo phải. Thế đéo nào nhỉ? Để con này con 4 là chắc chắn rồi nè. 4 là đây rồi nè. Bây giờ con 2. Con 2 thì góc bên trái à. Góc trên trái này hả? À? Không lẽ nè. Có ba nơi nó có thể bị góc trên trái, góc bên phải và góc dưới. Dưới ôm, nó không ôm nữa thì góc bên trái, góc bên phải thôi. Đéo gì nó ôm con 2 ở trong góc. Đâu bao giờ luôn. Góc trái, góc phải. Kiểm tra góc trái trước. Alo alo. Đâu nhỉ? Lại check nốt D3 với D4 xem nào, cho thành một góc vuông đi, mình loại trừ còn dễ. Hay là block được con này, đéo phải con 3 rồi này. Cái này khó nè, tìm con 2 mới khó nè. Đây là độ tao trừ mày 100k nữa, mày nói cho tao con kia có 5 góc không? Con cặc. Con 2 khó bắt lắm. Không sát đâu, chỉ góc chạm góc thì có bên phía bên trên thôi, phía bên dưới cơ hội ít lắm, trừ nó ôm không chơi hôn, thằng này không chơi hôn mà nó không chơi góc nữa, ba con không cận mà có thể đó phải luôn à, đó phải luôn à. Nói nhìn mày vui lắm mà, sao giờ lại căng quá vậy? 500k nó căng lắm rồi. Chết rồi. Mẹ nó để hết góc, đéo để một con vô lý thế nhở? Sao thế nhở? Mẹ à. Bên này thì sát góc quá, 2 ở đây không được, sát ôn 2 ở đây không được, sát góc 2 ở đây không được, 2 ở đây không được, 2 không được, chỉ có 2 ở đây không được, 2 ở đây có thể được. Bên đây góc quá, hay là mình đang suy nghĩ góc quá nó lại hại mình ta. Mình suy nghĩ góc quá nó hại mình nhỉ. Mẹ, phá nốt trên đây đi, xong góc này. Bắn nốt hàng A nhỉ. Còn A9 hoặc A7 hoặc A2 thì giấu được con 2 của nó. Nhưng mà nó đéo ngu đến cái mức nó để 4 con 4 góc đâu. Nhưng mà nó để 3 con rồi, đéo có lý do gì nó không để con thứ 4 cả. Phân tích đúng kiểu Harvard đấy. Mẹ di dưới nó để mẹ di 456 là nó để lệch sang trái. Thì góc bên trên nó đối xứng nó sẽ phải là A6 hoặc A7. Professor Đỗ Missy. Nếu như là bắn đúng đây, đúng rồi, nó để đối xứng mà. Không phải. Sự phân tích. Tìm con 2 là một cái bài toán thật sự là khó biết. Bài góc trái là xong rồi nè. Bây giờ góc trái trừ nó ôm góc nha, là không có góc trái rồi nè. Đâu có thể vẫn ở đây, có thể vẫn ở đây. Mà ở đây thì hơi điêu nhỉ. Này hơi điêu nè. Đổ qua góc phải. Đổ qua góc phải. Từ từ đã. Thằng bên chết mỗi B10 ạ. Có phương án mẹ nó nối đầu nhau ở bên dưới nữa. Nhưng mà đéo ngu đến mức nó nối đầu đấy, mình bắn một loạt mẹ. Hay là cái đấy là cái ý tưởng ngay từ ban đầu. Thế nếu như mà để block con này thì tốt nhất là giã phát đây. Đây này thì block được hàng B. Trong khi hàng H và hàng Y mình còn chưa bắn một viên nào.
nhờ. Để cạnh nhau như thế này được. Ai à. Cả hai này khó bắt quá. Mấy game lấy giờ bắt cả hai, may mắn bắt con hai chứ kỵ đang tìm mấy con kia bắt con hai thôi. Để đi tìm con hai khó quá. Tìm con hoa thực sự khó à. Không, góc này trống quá, sao lại không để lên góc này cả game nhỉ? Nó trống cả góc này nhỉ? Để không chia đều à. Không chia đều. Trên đây thì nhiều kiểu á, không để nối đầu đâu, nó chỉ đây. 1 trong 3, 4 ô này. 1 trong 4 ô này. Đúng không? 1 trong 4. Nó không nối đầu, không kệ không, nó không hôn nhau. Không có thuyền nào hôn nhau. Mà chỉ có bên dưới, hoặc trên. Kiểm tra bên đây xong rồi, kiểm tra hết bên đây đấy. À, nó không thể bắn kiểu dính nhau được. Nhau mình chết được ngay mà nó sẽ để cách nhau ra một ô. Mẹ, H3 này có vấn đề gì đấy. Áp lực quá. Từ đã. Ba con ba góc thì góc trên này phải có một cái đéo gì đấy. Phải có cái gì đấy chứ. Nó kiểm tra nốt trên đây nhỉ. Trên đây còn cái gì nữa không? Góc này thì còn ở cái này này. Trên đây thì ở cái khúc này. Ở cái này. Cái này. Bốn dọc này đang hở. Bắn cái này thì ăn được hai bên. Không được hai bên, cái này vẫn lỗ với cái này. Bắn cái này thì check được bốn hướng à. Ở bốn hướng nè. Ta check được bốn hướng luôn nè. Hay khúc này nè. Khúc này thì có bốn hướng. Có khúc nào bốn hướng nữa không? Nào bốn đây cũng là bốn hướng nè. Trái phải việc kiểm tra là đẹp. Bốn hướng chạy hai nè. Nhưng mà cái này sát quá, mà để sát thì trên đây cũng có thể được. Bốn hướng. Chẳng lẽ nó để hai con song song với nhau à? Tạm đít thì đéo rồi, chúng mình clear này. Cái cách một ra thì số một con ba nữa ở đây, hai con song song nhau à? Đâu phải. À, có con 3, con 2 khó tìm thế nhở. Cái này 3 hướng mà sát không được. Cái này 3 hướng. Ở dưới 3 hướng. Còn bên cái này mà không trúng thì còn bên dưới là chắc chắn 100%. Cứ vẽ ô hình mà đấy là đẹp, nhưng mà không được thì bên dưới đầu kiểm tra lần cuối bên trên là 3 hướng. Sát 2 hướng. 2 hướng. 4 hướng đây duy nhất. 3 hướng. Ây xó. Bây giờ mày muốn khai cho tao hướng nào không độ, hay là mày muốn tao mò? Mày muốn khai không? Địt mày khai bên trái hay luôn nè. Đấy địt mày. Địt mày mà còn cơ hội. Từ bao giờ nó để mẹ con hai nó đấu đầu với cả mẹ con ba ở ngay bên dưới không nhỉ? Khi 8-9 không nhỉ? Không, nó đéo để đấu đầu như thế được. Đấu đầu thì bắn check phát là ra ngay. Nó nhồi một con lên A9.
Này đi, phải chơi toàn góc là góc rồi. Để tao khẳng định cho mày luôn nha, đồ không có trong góc. Đó, có mày cơ hội luôn đó. Anh bị cuốn vào góc quá. Không có trong góc. Mẹ mày giấu. Bây giờ hướng nào? Không dọc được, hướng này chỉ có ngang thôi. Dọc thì đéo được. Này thuyền 2 hay thuyền 3 nhỉ? Mẹ nó là thuyền 3. Đó, cái này là hỗ trợ hết sức rồi đó đồ. Mày có một viên cuối cùng. Hỗ trợ hết nắc rồi đó. Mày nhìn thấy một cái gì đó nó kỳ lạ trên màn hình chưa? Nó nhìn giống như tao cười vào mặt mày chưa? Ừ. Tại chẳng hạn để ngay đây à? Để nó chỉ để ở lên quanh giữa thôi, mình trách giữa ít quá. Chính giữa à? Không, chính giữa nó sẽ đéo. Bờ 4 này hợp lý vãi đái luôn này. H4, G4. Ôi giời ơi. Ôi nó bịp mình đúng không? Ba các cơ hội giống nhau. À thằng này kiểu điểm để dọc. Để trừ bên phải đi. Trên dưới thôi. Kiểu gì nó cũng để dọc. Mày đéo xếp 4 cái sạch sạch ngay chính giữa đâu. Mày liệu cũng để dọc. Trên dưới. Mà sao khó thế nhở? 50-50 mà ta. 50-50 mà khó nhở. Vậy trên hay dưới? Dạ má không nghĩ được bài ạ. Điệp mà anh căng ơi mày hỏi vợ thì mình ơi hỏi vợ chứ nửa tiền nhá. Đúng rồi. Không, thế mày vợ chưa trả lời mà cày sớ bằng đốt chết khó quá. Cảnh cáo thành trưởng xin. Để cày thế nhở. Mẹ con cuối nó giấu đâu ấy nhở. Ui ôi mẹ ngay giữa cùng chỗ mình luôn ạ. Cùng chỗ anh luôn ạ. Mẹ cày vãi bìu. Mẹ mất ngủ rồi. Ôi ôi em đây là một đêm tuyệt vời. Tôi đến 500 kiếm lại một củ. I love you đổ bạc bạc. Ui trời ơi. Ngồi lên đây. Sẽ ngồi đây. À. Muốn đế cuốn đế. Oh fuck. Nhưng mà game này mà căng quá. Em này căng quá. Thực cuốn nhưng mà căng lắm. Chơi này vô căng lắm. Căng lắm. Mà nó zoom luôn đấy. Thế nhở? Mấy đoạn kiểu run đoạn cuối anh run luôn, anh không nghĩ được luôn ấy. Đéo toán mất tiền. Buồn thực sự.